Em không sợ hả? Không sợ. Bây giờ ở nhà chỉ có má chồng em thôi. Bà đang ngủ rồi, anh đừng có lo. Anh Bồng, mấy ngày hôm nay em không gặp anh, em nhớ anh muốn chết luôn vậy đó. Và anh không nhớ em hả? Sao không thấy anh mừng gì hết vậy? Hử? Anh sao vậy? Mình tranh thủ đi, không có thời gian nhiều đâu. Hử? Em à, anh không có hứng thú. Anh vừa lo lắng, anh vừa sợ hãi. Em đã nói anh rồi, không có việc gì mà anh phải sợ hết. Không một ai nghi ngờ cái chết của nó. Còn nó hả? Nếu mà nó làm gì được mình thì nó đã làm rồi, anh hiểu chưa? Mỹ à, anh tính anh tính cái gì? Anh muốn đi xa một thời gian. Chừng nào mọi chuyện nguôi ngoai á, anh sẽ quay lại. Đi xa hả? Tại sao anh phải đi xa chứ? Tại sao em nói cái gì mà anh cũng không chịu nghe hết vậy? Mỹ à, không phải là anh không nghe, nhưng mà anh không thể nào không sợ hãi. Cứ mỗi ngày á, nhìn cái ao ngay trước mặt, anh không thể nào sống yên được. Anh hối hận lắm. Anh hối hận lắm Mỹ à. Anh hối hận? Vì hối hận mà anh bỏ đi hả? Và cả sợ hãi nữa. Lúc nào anh cũng có cảm giác linh hồn của mợ hai cứ lảng vảng bên cạnh của anh. Mục đích mình chưa đạt được, không thể để anh ta đi. Và biết đâu khi ra khỏi đây, anh ta lại nói gì đó có hại cho mình thì sao? Nhất định không để cho anh ta rời xa mình. Mỹ à, anh đi một thời gian rồi anh sẽ trở lại, được không em? Thôi được rồi, anh muốn đi á thì anh cứ đi đi, tôi không cản đâu. Nhưng mà khi anh rời khỏi đây, tôi không đảm bảo là anh không bị công an bắt. Ôi trời ơi, trời ơi, cục cưng của nội dậy rồi hả con? Trời ơi, đói bụng rồi. Thím bà hư quá, thím bà đi đâu mất tiêu, không có pha sữa cho tôi bà ơi. Hồi nãy giờ con nằm ở trong này á, con quậy đó phải không? Quậy phải không? Đói bụng chưa? Đói bụng quá rồi phải không? Ừ con. Ờ vậy nội đi pha sữa cho con nha. Pha sữa cho Lộc bú nha. Ừ nha con. Ừ. Nằm đó nha. Không thể. Anh không thể. Sao? Anh đã biết sợ rồi phải không? Nếu mà như vậy á, thì anh nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh em. Em cam đoan là anh sẽ được bình yên. Nhưng mà không nhân nhị gì hết. Em lặp lại một lần nữa, nếu như anh dám bước chân ra khỏi nhà này thì em sẽ tố cáo rằng chính anh là thủ phạm giết người. Nhưng mà chính ai em tin là người anh? Không ai hết. Nhưng mà em nói thì người ta sẽ tin đó. Em sẽ nói là anh đe dọa sẽ giết em, giống như là giết con Diệu, nếu như em không đồng ý quan hệ với anh. Còn nữa, em sẽ đổ thừa anh lấy cắp nữ trang của em mà bỏ trốn. Thật đáng sợ. Cô ta thật đáng sợ. Thật đáng sợ. Má,
Thanh Lộc nó dậy rồi hả má? Con bỏ nó con đi đâu vậy? Dạ, tại sáng nay con bị chột bụng. Dậy rồi uống thuốc chưa? Dạ con uống rồi. Ủa má pha sữa cho Thanh Lộc luôn rồi hả? Thì kiếm con hoài không được, thành ra má pha đại cho nó bú chứ. À, má ơi, con nghe nói có loại sữa tốt cho em bé lắm. Chỉ có điều giá tiền hơi mắc một chút. Mắc rẻ không có sao. Chỉ cần là sữa tốt, cho nhỏ uống vô khỏe mạnh là má chịu. Dạ, để ngày mai con chạy ra mua sữa về cho nó bú. Ờ. Vậy má chơi cho nó giùm con nha má. Được rồi, để đó cho má. Tội nghiệp, nó phải cực khổ với thằng Lộc như vậy đó mà không than vãn câu nào. Phát à? Phát. Phát à? Con phải chăm sóc cho bản thân mình chứ. Con Diệu nó chết rồi. Con có ngồi đây cả đời đó cũng không sống dậy được. Đừng có dậy nữa con. Con phải lo cho thằng Lộc con của con nữa chứ. Má ơi, không có Diệu con sống không nổi. Con không thương thằng Lộc nữa phải không? Nó mất mẹ đã tội nghiệp lắm rồi. Không lẽ con muốn nó mất thêm cha nữa? Con phải bình tâm tĩnh trí lại, lo làm ăn để nuôi thằng Lộc khôn lớn. Có như vậy thì con Diệu nó mới yên lòng được. Ngày nào con cũng ngồi đây rồi bỏ mặt thằng Lộc. Con Diệu nó giận con lắm đó. Má ơi, con xin lỗi má. Diệu ơi, anh xin lỗi em.
được giết tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với anh Bồng ơi. Anh Bồng ơi. Cứu tôi với anh Bồng ơi. Anh Bồng ơi. Anh đừng giết tôi. Trời, bà biết không? Có người còn nghe tiếng giọng kêu kẻo kẹt, tiếng ru con nữa đó. Bà tám tập quá, bà còn kể. Nửa đêm cổ còn gõ cửa nhà bà, còn mua sữa cho con nữa đó. Bà đừng có tin mấy cái tin đồn nhảm, không có đâu. Không có sao người ta đồn ầm lên. Tôi là tin lắm đó. Mấy người mà chết trẻ như vậy hả? Linh lắm đó. Chết bỏ lại đứa con còn đó hỏn. Linh hồn mới còn dương dấn, không có đầu thai được đâu. Trời ơi, tôi không có tin đâu bà ơi. Bây giờ bà không tin phải không? Tôi đi hỏi bà Kim Bánh là bà biết liền hả? Gì vậy con? Nói gì với anh? Nói gì với con đi. Nói đi Diệu. Em ẵm con đi. Em ẵm. Em ẵm con đi. Được em ẵm là con nó cười đó. Em ẵm đi Diệu. Em ẵm đi. Em ẵm con đi Diệu. Nha con. Má ẵm con nha con. Má ẵm nha. Đó. Trời đất ơi, hôm nãy con giữ hiện hồn về thiệt hả? Không có đâu. Diệu, Diệu ơi, em thấy, em thấy chưa? Em định coi là con nó vui lắm. Ha, ha Lộc ha. Diệu, Diệu ơi, Diệu ơi, em đừng đi mà Diệu. Diệu, Diệu. Chắc là ông phát ông tâm thần thiệt rồi. Đúng rồi, ổng càng tâm thần thì mình càng có lợi thôi. Tôi nói vậy có đúng không chị Anh? Đúng vậy mà đúng. Bà nghe lời ai đồn tầm bậy tầm bạ không à? Con gái tôi làm dâu nhà đó, có gì đâu. Chị đừng có giấu tụi tôi. Có phải hồn con Diệu nhập vô chồng nó phải không? Ngày đêm á, tôi thấy cậu Phát lởn vởn bên mộ vợ á, chắc cậu á bị ma nhập rồi đó. Bà đây, đi đi, đi đi. Chỗ tao mua bán, đừng nói tầm bậy tầm bạ không à? Đi đi. Đi đi làm gì dữ vậy? Nhiều chuyện. Trời ơi. Kìa. Thôi đi má. Má đừng có tin mấy cái chuyện đó. Người ta đồn bậy đồn bạ vậy mà má cũng tin nữa hả? Nhưng mà má vẫn lo lắm con. Hồi con Diệu nó còn sống á, con với nó hai đứa đâu có hòa thuận. Má sợ nó về nó ám con. Má, má muốn nhát con hả? Không, ý của má là ngày mai á, má đi xin ông thầy bùa. Ông làm phép giỏi, má thỉnh bùa về cho con đeo nha. Con không cần. Con không có tin mấy cái chuyện tào lao thiên địa đó. Người chết là hết. Là hết. Má biết chưa? Thì má cũng chỉ lo cho con. Con không chịu thì thôi, chứ làm gì mà giận dỗi la lớn như vậy. Con Diệu hồi còn sống nó đã không làm gì được con rồi. Tới bây giờ nó chết, nó có thành ma, nó cũng không hại gì được con đâu. Thôi thôi, má không có nói nữa. Con ơi, cái thằng nhỏ chắc nó làm con cực khổ lắm hả? Nhắc tới nó còn nghẹn cổ họng nè. Con nít người ta thì đã bệnh liền liền à. Còn nó, con cho uống toàn sữa cũ, mà cái mặt nó cứ chơi ra vậy đó. Không bao giờ mà thấy nó đau bụng bệnh hoạn gì hết.
thì nó giống mấy đứa con nhà nghèo, ăn uống qua quýt, dơ bẩn vậy đó, mà có đau bệnh gì đâu. Bởi vậy mới có câu trời xanh trời nuôi đó con. Nhưng mà con không muốn, con không muốn nó tiếp tục sống. Con muốn nó phải chết, nó phải chết theo má nó, khuất mắt con. Con à, con nói làm sao? Bộ con tính... Không đâu. Con chỉ muốn nó ốm đau quặt quẹo, để sau này nó không đủ sức khỏe, không đủ trí thông minh để có thể giành được tài sản với con của con. Nhưng mà con làm vậy, má dặn con nè, cái gì cũng phải cẩn thận. Má dặn hoài. Con biết con đang làm gì mà.